chào các bạn và các anh chị. Chào mừng các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì kênh sẽ giới thiệu và đến các bạn các anh chị thêm một món chay nữa. Hôm nay mình sẽ nấu món thủ hoa chay nha. Thì để làm món canh thủ hoa chay ngày hôm nay thì trước hết ở đây là mình sử dụng nửa ký thủ hoa. Mình sử dụng nửa ký thủ hoa. Rồi mình sử dụng đây là khoảng 3 đến 4 miếng sườn non. Sườn non này thì các bạn các anh chị là mình có thể là mình thích thì mình cho khoảng 4 miếng, còn nếu không mình cho 3 miếng cũng được. Sườn non này mình đã ngâm rồi. Tất cả các nguyên liệu này mình đã ngâm hết rồi ha. Rồi mình sử dụng đây khoảng 5 tay cái phần nấm hương. Nếu các anh chị thích thì mình cho nấm hương vào, nếu không thích thì không cho cũng được. Và mình sử dụng ở đây nấm mèo. Nấm mèo này mình sử dụng khoảng 3 tay lớn. Tại mình thích cái giòn giòn của nấm mèo, còn gọi là nấm mộc nhĩ á, nên mình sử dụng khoảng là 3 tay lớn. Còn nếu không thích thì mình sử dụng khoảng là 1 đến 2 tay để cho có hương vị được rồi các chị. Ngoài cái nguyên liệu này ra thì mình sử dụng một miếng đậu hũ trắng. Đậu hũ trắng này thì sân một chút mình sẽ vắt cái cho nó khô nước nha. Mình không mình đem đi vắt cho nó khô nước để mình làm cái nhồi cái nhân nó được ngon. Và mình sử dụng ở đây là một lá tàu hũ kỳ. Tàu hũ này cây này tất mình ngâm nước chừng khoảng là 2 phút là mình vớt ra là nó mềm rồi. Tàu kỳ này thì nó sẽ làm cho cái món hủ qua mình nó dai, nó thơm hơn. Còn nếu không có tàu hủ kỳ thì nó không có dai, nó không ngon nha các anh chị. Ngoài ra thì các anh chị ở đây á, mình thích cái phần hương vị của nấm thì mình sẽ cho nấm nấm đùi gà hoặc là nấm bào ngư ấy. Mình sẽ xay chung với cái phần sườn non nè, rồi đậu hũ nấm, mình xay cho nó nhuyễn luôn nhé. Thì nếu các bạn thích thì mình cho vào, nhưng mà trước khi xay á thì các bạn sử dụng cái phần nấm bào ngư á, thì mình sẽ cháy sơ nha. Mình cháy cái phần nấm bào ngư và cái phần nấm đông cô này mình cháy sơ, mình cháy sơ qua với một ít dầu á, để cho cái phần nấm nó được thơm nha các anh chị. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần thủ hoa trước nha. Thủ hoa này mình sau khi mà mình mua về mình đã ngâm với cái phần nước chanh và cái muối rồi nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ rạch ra, mình lấy cái phần hộp bỏ nha. Cái hoa này thì loại là một hoa xưa các anh chị, nó có vị đắng đắng. Còn nếu các anh chị mà không có ăn được cái thủ hoa đắng á, thì mình lựa cái thủ hoa mỡ nha. Mình mua ra ngoài tiệm mình hỏi á, người bán người ta hỏi là loại thủ hoa mỡ là loại nào thì người ta sẽ đưa cho mình cái loại trái thủ hoa đã mỡ đó, thì nó không có đắng nha, ít đắng hơn là những cái thủ hoa đắng, nhưng mà nó phải đắng như cái phần kia nó đắng khoảng 10 phần, nhưng mà thủ hoa mỡ nó đắng chừng 4 phần thôi. Nhưng mà mình nấu lên nó không có vị đắng của cái thủ hoa, cho nên những người ăn á, những người mà không ăn đắng được mình cũng phải cũng ăn được cái mo trái thủ hoa đó. Còn này là trái thủ hoa xưa của mình, thủ hoa gai xưa mình ăn nó đắng hơn. Các anh chị lấy cái đầu muỗng đó mình làm á, tại mình ở đây mình sẵn là mình làm rồi, lấy tay luôn, lấy tay đôi khi nó xước lên nó đau, rất là đau, cho nên mình lấy muỗng mình cạy ra là tốt nhất nha. Đây mình sẽ thái cái phần hũ kỳ này, hũ kỳ lá thái ra bên hồi mình xay cho nó dễ á. Con sườn non này thì mình sẽ thái ra cũng cho nó xay cho dễ cũng nha. Ngâm xong rồi mình vắt nước. Tiếp theo thì mình sẽ thái cái phần nấm. Khi mình vắt cái đậu hũ khô rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu hũ nè, rồi cái phần tổ kỳ nè, rồi sườn non vào trong đây mình xay trước nha. Còn cái phần nấm thì mình sẽ cho vào xay sau nhé.
cho vào trong đây thì mình sẽ cho vào trong đây khoảng là 2 muỗng cà phê hạt nêm vào trong đây mình xay đi. Mình thấy xay nhuyễn ở đây rồi, mình sẽ cho cái phần nấm này vào mình xay. Cái phần này sau khi mà mình đã xay nhuyễn rồi các anh chị thì mình sẽ lấy ra nha. Mình xay nhuyễn cho nó mịn như thế này. Xay nhuyễn là cái dạng các anh chị thấy là mình xay nhuyễn mà nó khô chứ nó không có ướt dữ nha. Nó ướt là hồi mình dồn vô hôm qua mình khi mình hầm lên á nó bở hết. Sau khi mình xay nhuyễn như thế này nè các anh chị, làm như thế này nó sẽ có kết kết chín như thế này, là cái khúc ruột của hoa của mình nó rất là ngon. Còn nếu các bạn các anh chị nào mà muốn nó kết dính nó ngon hơn nữa thì mình sẽ cho khoảng là nửa muỗng cơm bột bắp này hoặc là bột năng vào nha. Thì mình cho vào để tạo cho kết dính á. Bây giờ thì mình sẽ nêm gia vị vào. Nãy mình cho 2 muỗng cà phê hạt nêm rồi, mình sẽ cho đây 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê dầu hào nha các anh chị. Mình sử dụng dầu hào cho nó thơm ha. Và ở đây là mình sử dụng cái phần dầu mè. Dầu mè ở đây mình sử dụng khoảng là nửa muỗng cà phê dầu mè vào để tạo mùi thơm nha. Tiêu. Rồi mình sẽ cho ở đây là nửa muỗng cà phê bột bắp vào nè. Cho bột bắp vào để tạo kết dính nha các anh chị. Sau đó thì mình sẽ nhồi cái phần nhân này, nhồi cho nó đều gia vị luôn nha. Nhồi sao giờ cho cái phần nhân này nó dẻo, là mình làm mình dồn vô khổ qua nó rất là ngon, khi mình ăn nó có cái độ dai dai á. Chứ mình không có nhồi cái thủ qua này nó dẻo, là hồi mình nấu cái phần thủ qua mình hầm lên á, chỏ vô nước là nó bị bể, bị rỉu hết trơn á, nó không còn bám dính trong trái thủ qua nữa. Cho nên các anh chị á, mình nhồi đây 5-10 phút gì á, mình nhồi cảm thấy khi nào mà cái phần nhân này nó dẻo lại là được nha. Rồi đây các anh chị thấy là mình nhồi cái phần thổ qua này nè các anh chị, cái phần nhân này nè nó dẻo rồi nè, các anh chị thấy là nó dẻo rồi nè, nó dẻo luôn á, nó dẻo ơi là dẻo rồi ha. Vậy là mình đạt được ha, khi mà mình hầm cái thổ qua nó không có bị bở ra nha các anh chị. Cái thứ hai nữa, khi mà mình ăn cái phần nhân nó dai dai á, nó rất là ngon. Như thế này nè các anh chị là đạt ha. Bây giờ thì mình sẽ nhồi luôn cái phần nhân luôn nha, mình nhồi phần nhân vào trái thủ qua luôn để mình chuẩn bị mình đi hầm á. Cái phần thủ qua này thì mình nhồi nó vừa thôi, cái nhân nó vừa thôi, đừng có đầy quá. Nhồi cái thủ qua như thế này nè các anh chị. Rồi ở đây thì mình sẽ tiếp tục nhồi luôn. Cái phần thủ qua này mình rửa xong rồi mình hãy mổ hột nha, để cho cái thủ qua trái này nó được ráo nước á. Nếu mà mình mổ trước rồi mình đi rửa nước nó còn á các anh chị. Cho nên mình ngâm nước, mình rửa xong rồi mình hãy đi mổ, để ra ráo nước rồi mình mổ hột, mình lấy hột ra. Mình nấu nước đây đã sôi rồi nè, mình sẽ cho cái phần thủ qua này vào nha. Mình hầm cái thủ qua này khoảng là 20 phút đến 30 phút ha, cho thủ qua mềm, tùy theo ăn mềm hay không mềm nha. Nếu thích ăn mềm thì mình hầm lâu chút, còn nếu thích không thích ăn mềm thì mình hầm nhanh chút nha. Sau khi mình cho thủ qua vào ở đây trong đây thì mình sẽ cho khoảng 2 muỗng cà phê đường vào trong đây nha các anh chị. Và anh chị có ăn nước mắm chay thì mình sẽ cho một tí xíu nước mắm chay vào trong đây nhé.
mình sẽ cho một tí xíu bột ngọt này vào. Mình hầm đây nó có lâu rồi, bây giờ thì mình sẽ nêm hạt nêm gia vị nha. Mình sẽ nêm chủ yếu ở đây là hạt nêm á, nên các anh chị nào mà chúng ta sử dụng muối đường gì mình sẽ thêm thêm ha. Còn đây mình sẽ nêm hạt nêm không nha. Mình sẽ cho đây 3 muỗng hạt nêm trước nha. Mình nêm gia vị này nó vừa ăn, thì đây mình nó hơi nhạt á, tại vì mình có nước hơi nhiều. Cho nên mình sẽ nêm thêm tùy theo gia vị của mình ăn ngon nè. Đây, sau khi mình nêm vừa ăn rồi mình sẽ tắt bếp nha các anh chị. Tắt bếp rồi khi nào các anh chị chúng ta ăn thì mình sẽ cho một ít cái ngò rí vào, ngò rí hoặc là cái ngò gai vào cũng được luôn nha. Giờ mình sẽ tắt bếp. Rồi là các bạn các anh chị, như thế là mình làm sẽ xong cái món hủ qua hầm chay ngày hôm nay rồi đó các bạn các anh chị. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.